Tôi chỉ làm một lần duy nhất thôi. Bạn có muốn ghi những bàn thắng vô cùng đẹp mắt như David Beckham không? Nếu có thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ thuật dứt điểm trong đá, đấy là kỹ thuật cớ lọc. Bước 1, đẩy bóng về phía trước mặt hướng 90 độ. Bước 2, đặt chân trụ cách bóng tầm khoảng 15 cm, hướng thẳng về phía mục tiêu và đồng thời hạ thấp chân trụ xuống. Bước 3, khóa cứng cổ chân trước khi tiếp xúc với bóng. Điểm tiếp xúc của bóng là phần chính giữa của quả bóng. Điểm tiếp xúc ở chân là phần lòng trong của bàn chân. Bước 4, vung chân lăng. Các bạn cố gắng co chân ra phía sau, đồng thời vung nhanh và dứt khoát, kết hợp tước quả bóng thật mạnh. Và mình là Nguyễn, chúc các bạn thực hiện thành công kỹ thuật cứa lòng như David Beckham. Hãy tập luyện chăm chỉ mỗi ngày, mình tin chắc chắn là các bạn sẽ làm được nha. Yeah.